Đối với hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Long An vừa có hướng dẫn tổ chức thực hiện kể từ 0 giờ 0 phút ngày 23 tháng 8 2021 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, các phương tiện vận tải hàng hóa trước khi thực hiện vận chuyển ghi rõ lịch trình, lộ trình cụ thể trong giấy vận tải, trong đó phải ghi chi tiết điểm đi, điểm đến và cung đường để các lực lượng chức năng thực hiện việc theo dõi, kiểm soát. Lái xe và người trên phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế và phải có bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. Lái xe khi điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển trên đường tuyệt đối không được dừng đỗ trừ trường hợp khẩn cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường hai điểm đến, tuân thủ nghiêm và điều khiển phương tiện theo đúng thời gian hành trình vận chuyển, thực hiện khử khuẩn toàn bộ phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc hành trình. Các phương tiện vận tải hàng hóa có giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh cũng phải đảm bảo hoạt động đúng cung đường, phạm vi được cấp phép hoạt động và theo đúng quy định. Đối với phương tiện có hành trình đi ra đi vào hoặc đi qua vùng dịch, người trên phương tiện không rời khỏi cabin của xe, trừ trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc không tiếp xúc trực tiếp, đơn vị cá nhân giao nhận hàng hóa chịu trách nhiệm về bốc xếp hàng hóa, không tiếp xúc với người trên phương tiện. Đối với phương tiện có hành trình không đi ra đi vào hoặc đi qua vùng dịch, người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin. Sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Trường hợp cần rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc với người khác, thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây.